thử cái bài mới các bạn. Rồi đi coi cái tài liệu mình soạn. TV kia để dạy online, còn TV này để dạy lý thuyết. TV này dạy lý thuyết. Nó phải coi cái kinh cái này là Dương Minh Đại Trường các bạn, thứ hai. Nghĩa sắp tới phải làm lại hết cái kinh mạch vậy. Nó cái kinh đường kinh đó, cái ngón tay nó đi vậy. Nó coi mấy cái huyệt trước. Chọn cái huyệt trong cái đường, trong cái đường, trong cái huyệt này, cái huyệt hộp cốc là huyệt nguy hiểm nhất cho đối phái nữ nha. Nữ có thai mà trong cái đó là hư thai. Phải để ý vợ con mình ở chỗ này nè, lúc mà có bầu bấm vô cái chừng á. Nhiều người cứ không có biết, học mò. Hư thai đó. Đừng có coi thường, nhưng mà đâu có biết. Thành ra khi học huyệt là mình phải biết những cái nguy hiểm của nó. Rồi huyệt nó có cái lợi gì, nhưng mà có những nguy hiểm gì mình phải cảnh giác để đề phòng. Như lúc vợ mình lấy cái kim mình châm vô đó một cái rồi. Ngồi học kinh huyệt thôi, vợ nó có thai mà châm vô cái huyệt hộp cốc thì giống như là nó từ cái nó kích động mạnh lắm, rụng trứng, hư trứng, trứng đang đang có thai rụng mẹ đó, nó không có dính trong bào thai nữa, rớt thai ra ngoài. Vậy là thường là mấy nó bị kích động á, rớt liền. Nó giống như mình đi con nữ mình có đó thai đi giọng chân cả rớt ra. Còn cái này chích vô cái trong hệ thống dương, cái chữa như nó đa số chữa bệnh về ruột già mà, rồi làm cho khỏe mà dính cái hột huyệt ra, nó dính tới cái khung khung mặt không, và dính tới cái tử cung của nữ dưới, nhiều người không có biết. Mấy cái huyệt mà xanh xanh đó là nó huyệt của bên khác đại trùy, mấy cái huyệt của kinh kinh đốc. Đó, rồi coi sơ đi biết cái việc nó đi. Cái này là phải soạn lại chứ, người ta làm người ta, thầy phải làm lại tài liệu này mà tự mình làm ra, chứ thầy không thích lấy của người khác mà làm của mình thầy vi phạm bản quyền. Thứ hai là mình chôn với người ta là mình không có sáng tạo gì hết, mình phải tìm ra mình coi lại những việc mình nó sự người mẫu mình lấy của người ta, nhưng mà cái tên tiếng Việt, nên mình soạn lại tiếng Việt, tức là mình cũng lấy một cái mô hình 3D của người ta, cái mình soạn lại theo người Việt, Việt hóa lại. Còn tiếng nước ngoài để tiếng Anh không à? Ủa sao người ta sẽ xỉu cứ bấm vô huyệt nhân trung đi? Huyệt đó huyệt nó là huyệt kích, huyệt nhâm chuyên môn cấp máu cho mình mà. Xỉu là nó thiếu máu cái gì hết, máu nó cung cấp không đủ lên não hay bất kỳ chỗ nào bị tắc mạch máu. Mà huyệt nhâm kinh nhâm là cái huyệt tích cấp máu cho toàn thân, là nó nằm ngay trên lỗ lõm ở cái là mà tây y không để ý rồi đó. Nó những cái góc đường kinh ở bên trong ở bên ngoài, khi mình soạn phải có, nó có cái đường kinh bên trong ở bên ngoài mới soạn ra. Cái tài liệu nó vậy. Còn mình đó là cái tài liệu của trên mạng, còn tài liệu trên con sách của mình, trên tài liệu mình đang dịch kinh, cái này cũng soạn lại nè. Cái hình cái này của người Hoa, còn mình soạn người Việt. Thầy không muốn lấy hình của người ta, lấy người ta đó mà ăn cắp rồi đi. Mình soạn ra riêng mình sửa lại nữa, điều chỉnh lại hết mấy cái ý theo mình. Cái bên mấy cái kinh mạch đó thì nó còn học châm cứu, mình không có học châm cứu, mình học cái đường chạy của kinh thôi. Cái đường chấm chấm là đường khí ở trong nó chạy ở trong, đường mà ngoài là đường khí ngoài. Cái đường kinh mạch này là mình là kinh, dịch kinh là kinh nè. Nhưng muốn thay đổi cái đường khí trong kinh phải tập cái đường màu xanh nè. Nhiều người hay lộn cái đường kinh với đường màu xanh. Đường màu xanh là người mình trong ngành khí công nó tập cái màu xanh này thôi, nó không có tập cái này. Đường màu xanh là đường trung gian giữa của vận động con người. Cái đường màu xanh này khi nó nóng lên thì cái hơi nóng nó rút vô cái đường kinh vậy thôi à. Chỉ muốn cái đường màu xanh này tập cách nào cho thì tập theo cái bài dịch kinh thứ hai, tập hồi nó sẽ nóng cái đường này. Thay vì mình lấy tay mình xoa 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 cái đó là nóng ngoài da con này, ở trong tế bào nó rung động nó nóng ra mới mà đúng. Cho nên nhiều người bây giờ tao massage theo kinh này cũng không tác dụng. Tại massage chỉ là cái hơi nóng của ngoài hấp vô thôi, lấy xăng bát dán được, nhưng mà hơi nóng ở ngoài hấp vô thôi. Còn cái này là tế bào nó rung rung hồi nó nóng nó bung ra, cái đó làm sao nó rung, nó khác à.
Thành ra nhiều người thôi giờ tao lấy máy sấy tóc của tao hơ thì cũng không là không có được. Cái hơ của mình cái là điện ngoài, nó không phải là cái nhân khí phải khí Nhưng người. mà có nhiều người già người ta bị liệt hoặc là người ta không có thể tập được thì Đâu thì họ phải tay, họ có tay liệt thì đâu có tập được, tay không có liệt được, tay cũng nhúc nhích mới được, tay liệt đâu có tập em được. thấy có mấy ông anh ông nói là nếu mà hợp liệt thì dùng cái gần cắt lát hay Không, sao ngại cũng cuốn chả vô vô, trong không trong cái không vô được. Có vậy thì mấy người mà châm cứu, mấy người châm cứu trong thì họ mình nhớ rằng cái đường kinh là bản thân cái sự, bây giờ mình nói về dao động phân tử đi, cái đường kinh là dao động phân tử nó tạo ra, mà giờ nó không dao động mày làm cách gì, mày hơi nóng nó rung à. kinh là dao động phân tử. Nó dao động phân tử, tức là đường kinh nó giống như là cái đường cung cấp đồ ăn hàng ngày của hệ thống toàn bộ cái khu vực xung quanh đó thuộc cái kinh đó, giống như bây giờ tao là thằng Grab tao đem đồ ăn đó cho mày, bây giờ mà Grab không đi rồi sao mày ăn tự nhiên mày Như vậy ảnh đốt trong cứu chi gì trong cứu, nếu người nó bị liệt thì không trong cha không có tác dụng hết, nó phải còn hệ thần kinh, tức là trong không biết, nếu mà lấy dao mà được cắt mọi người không biết đau trong gì, liệt là vậy á, gì liệt là đâm không cảm nhận nữa. như em cứ tưởng là đường kinh là khác, đường hạ thần kinh là nó khác. Không, cái liệt là nó là cái hệ là cái thần kinh nó bị hư rồi, thần kinh hư là một kinh mạch nó cọt, thì bây giờ là làm sao kích đường kinh mà chạy lại, là thần kinh chạy lại đó, như làm sao làm cho thần kinh, thành ra cái môn khí công mình làm sao kinh mạch chạy là thần kinh chạy lại hết liệt luôn đó, nó hay cho đó. Còn tụi kia bây giờ nó tay nó liệt rồi làm sao chăm, liệt mà không có cảm giác, nó không có hệ thần kinh hư rồi, còn mình là cái khí nó tạo hệ thần kinh mới luôn, giống như cái trứng gà nè, khi bắt đầu nó ấp trứng, bắt đầu mọc hệ thần kinh ra, nó thành cái sự sống đó, cái khí nó mới tạo ra cái đó. Kinh mạch làm sao châm cứu cái hột gà thành trứng gà đó, cái này nó thay khí nó chuyển thành vật chất mà, thành ra hai dòng khí trong người nó hiện ra nó tạo vật chất liền. Nhưng mà làm sao tạo dòng khí cái đó là mấy ông khí công sư cũng phải nghĩ, là mấy ông trùm bây giờ trong người mình làm sao có dòng khí đó, anh bây giờ anh tạo có dòng khí dương luôn đó, nếu không có đường kinh nó thể tạo đường kinh liền, nếu có dòng khí là nó phải tạo đường kinh để nó chạy thôi, nếu không có khí thì nó không có đường kinh. Bây giờ đường kinh cho giả sử bây giờ tôi rút hết đường kinh mạch anh ra, cái người kia tập vận động làm sao nó khỏi mọc lại cái đường đỏ lại, hay vậy đó, mà đường đỏ mọc là hệ thần kinh thịt da thịt mọc lại hết liền, cũng giống như cái bàn tay mình là cái trứng gà, cái vòng đỏ vòng trắng này. Nó có sự sống, có khí trong á, khí khí giống đực, khí giống cá vô cái hồ nó mọc thành cái tay, nó nói vậy là hiểu. Thì trong cái, trước khi nó mọc cái đường đỏ này nó có cái gân máu màu đỏ trong, giống như trứng gà, thấy cái gì đỏ 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 không? Là cái trứng có cái gì đỏ này, đen đen đen, mình ăn cái trứng gà lộn mình thấy liền có cái gân đỏ sao mà biến thành cột sống, cái gân máu trên cái miếng 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 trứng gà, mà cái lòng lúc mình ăn trứng gà lộn á, thấy không, có cái gân đen đen đen, đen đó, gân nó to to á, mình ăn nữa nếu mà nó lớn chút xíu thành cái xương của con gà, nhai nó sụp sụp lớn nữa thành cái thành con gà thành lông, thì trước trước đầu đâu có mẹ gì, nó chỉ là cái lòng đỏ lòng trắng khí ở trong á, nó lấy cái số liệu ban đầu thì cái trứng gà với cái gì mình trong đó, nó lấy cái khí của gà đực và khí gà cái nó tạo ra cái sự sống, chứ còn cái trứng màu đỏ màu trắng không có tạo mẹ gì được đó. Giống da thịt của mình giờ nè, giờ tôi nói kinh mạch không có nè, da thịt nằm vậy chỉ có khí dương khí âm vô nó mới tạo đường kinh lạ đó. Khí dương của hồi trước của cha mẹ mình, bây giờ mày làm hư mẹ rồi, bây giờ cái người khí công nó mày làm sao lấy khí trời tạo lại cái khí dương lại, và lấy khí đất tạo khí âm để thay cha mẹ mình. Mà cái khí dương của trời đất nó cũng có hàng tỷ mạnh hơn khí dương của thằng ông và khí âm của đàn bà, nó tạo ra cả vũ trụ luôn mà sao mà lấy được, không phải dễ. Thì mấy ông này mới nghĩ làm sao lấy được cái khí dương đó, khí dương đó bây giờ tại sao, bây giờ mình tưởng tượng như con mình tại sao mình đang phơi nắng chứ mà lấy khí dương như vậy đó, khi mới đẻ ra không thôi nhốt nó nhà nó không lấy, coi nó khỏe không biết à, thì nó phải lấy cái khí gì ở trong ngoài trời đất á, ngoài khí của cha mình là đàn ông mình đẻ là con mình, nhưng mà tại sao mà ra lấy ánh nắng mặt trời, đương nhiên mà hãy tin ở ngoài nó có cái gì nó hút vô xương mình con mình, cái nó mạnh hơn cái khí của mình. Bây giờ anh ngồi anh nuôi con cỡ nào cũng bằng đang ra phơi nắng, anh bồng con không bằng người mẹ, nó bồng con là nó chỉ có hơi ấm của mẹ thôi, mà nó ra phơi nắng còn mạnh hơi ấm của mẹ,
Thành ra cái khí thái dương là khí dương. Trong mình nó gọi là khi buổi sáng thức dậy là dương chuẩn bị tăng dần, là thiếu dương lên thái dương, tới trưa lên thái dương, thành ra người hừng hừng khỏe. Nếu mà giờ anh chịu khí của anh thôi, anh không có anh hỗ trợ sức mấy anh có sức khỏe nhỉ, từ sáng lên khỏe khỏe đến trưa cái em xì xì cái chiều. Bây giờ không có mặt trời cả thế giới này, không có sự hưng phấn thức dậy buổi sáng, nằm ngủ luôn tới mai luôn, khỏi thức dậy nổi luôn nếu không có mặt trời thức dậy á. Thì đương nhiên là cái khí dương mà là khí con, còn khí trùng là của cả vũ trụ á, nó kéo khí mình theo. Mình sáng mà thức dậy thôi, bây giờ nó sáng mai mà không có mặt trời, tôi nói anh ngủ luôn cho coi. Nếu ngày mai cả thế giới không mặt trời, không ai thức dậy nổi luôn, nó thách luôn. Lúc đó mới thấy là cái khí dương của mặt trời nó quan trọng. Rồi khí âm là cái gì? Khí âm là ban đêm á, từ trưa tới chiều anh cũng có cái sức khỏe, mà sức khỏe nó nhẹ nhẹ, nó muốn nghỉ ngơi. Từ 12 giờ trưa ha tới chiều là thái âm nó xuất hiện, khí âm nó xuất hiện là anh muốn nghỉ từ giờ tới chiều làm nhẹ nhẹ thôi nha, chuẩn bị ngủ rồi, trong người nó có cái trạng thái. Còn buổi sáng thức dậy tự nhiên nó muốn làm là thái dương, là khí dương của vũ trụ nó tác động vô cái dương của tao đó, mà cái dương nó tác động luôn cả người đàn bà cũng phải có cái khí dương để sáng thức dậy để làm việc. Nếu mà không có mặt trời cả thế giới ngủ luôn 2 ngày cho vậy chết hết. Rồi tới trưa bắt đầu, khi mà 12 trưa qua cái anh muốn nghỉ, anh muốn nghỉ trưa chút, bắt đầu anh đòi ngủ nhiều hơn. Bây giờ tới chiều phải nghỉ, muốn làm nhẹ, không muốn làm thiệt mạnh như buổi sáng. Từ khi mà qua 12 giờ trưa là anh thấy quá mệt, tự nhiên thấy rất là mệt. Cái 2-3 giờ cái anh muốn bây giờ ngủ một chút rồi, từ chiều cái anh muốn ngủ 5-6 giờ, bây giờ phải làm nhẹ, đi chơi bồi dưỡng gì đó. Cái thái độ trong người anh là muốn bồi dưỡng, không muốn làm việc tăng công việc lên. Cái chiều không ai tăng công việc lên đó, họ tiếng cái gì là giải khoai giải không, như uống bia uống rượu thấy không. Chiều ê rủ thằng này rủ thằng kia đi nhậu vậy. Chứ thằng nào rủ đi làm, đi cày thì cuốc đất đâu, đi khiêng khi gạo bắt xếp. Tự nhiên cái toàn thế giới nó vậy. Thì ban đêm bắt đầu thái âm. Tại sao vậy? Khi mà tăng nó hiện, máu anh nó dâng lên thì không cần phải lao động nữa. Còn buổi sáng anh máu anh dưới thấp thì mặt trời nó phải kích nó lên. Thì nó, khi mặt trăng mà nó lên cực đại thì chiều thấy dưới cống nước còn phun lên thì máu anh cũng dâng lên tới đầu luôn. Thế nó rất là mệt, anh phải tìm cách nghỉ. Đó, anh không muốn lao động, thành ra tại sao người ta thái âm lên, mà máu lên thì người nữ chủ về huyết. Thành ra cái thái âm á, cái thái âm nó nữ, nó nu nữ, rồi kinh nguyệt phụ nữ theo kinh nguyệt, theo chu kỳ mặt trăng hết. Rồi mà thành ra tại sao người nữ dính mặt trăng nhiều hơn đàn ông mình. Đàn ông mình khoái thái dương hơn mặt trăng, nữ khoái mặt trăng lắm. Không tin anh có vợ mùa mặt trăng dẫn lên lên nóc nhà và sảng khoái lắm, và thích ra hơn thích mặt trăng. Thứ nhất là sao, nữ rất sợ đen da khi ra mặt trời, mình lên mặt trăng thì không có sợ, khoái lắm. Nó cái tự nhiên vậy, người nữ nó sợ đen, còn nam ra nắng là càng khoái, đen nâu nâu mẹ tao như người đồng khoái. Còn nữ ra nắng không sao, mỗi ra mặt trăng ra cả đêm luôn không sao, ngủ ngoài trăng luôn. Thì nữ thuộc âm thái âm, nam thuộc thái dương, đó là hai cái trạng thái đó. Và trong người mà khi mình tập cái công sao lấy được cái dương, cái dương nó phải là ánh nó mặt trời nha, đủ thứ chuyện ở khi ban ngày nó xảy ra. Còn thái âm là nữ, nên nữ tập thái, lấy thái âm nhiều để nuôi huyết, tại cái mặt trăng nó hút làm cái huyết nó dâng lên. Thành ra người khi mà mặt trăng 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 tròn hoặc trăng non không nên ăn nhiều, tại huyết áp nó lên rồi cần gì phải ăn, ăn ít, ăn chay đi. Thành ra mà thấy 1/15 ta hay ăn chay, cần cần người nam cả nữ luôn, tại máu nó lên mạnh lắm, máu nó dâng lên, mặt trăng tròn á lên dữ lắm. Thành ra trước trăng tròn khoảng 3-4 ngày anh ăn chay được, khoảng anh ăn đừng có đồ ăn thịt cá nhiều, anh khỏe ra. Thành ra tự nhiên thế giới nói là 1/15 ăn chay á, là họ đâu hiểu tại sao như vậy. Cơ thể mày bắt buộc, thiên nhiên nó bắt buộc mày vậy, mày ăn gì nhẹ nhẹ đó tao. Tức là mọi ngày anh ăn ba bữa, một bữa anh ăn 3 chén cơm, tới ngày mà trước trăng tròn trăng non anh hai chén một chén không sao, anh thấy nó tự nhiên không ăn nhiều được. Anh để ý là trăng là không có trăng hết, tối ôm á, mùng 1 và 15 trước mùng 1 á anh ăn nhẹ nhẹ anh vẫn khỏe, mà ăn nhiều cũng mệt á.
Tự anh để ý ông quan sát sẽ thấy, tại không có ai không nghiên cứu về khí trời đất như thầy Ngọc nghiên cứu sẽ thấy. Mày cứ để ý này, trước trăng tròn tự nhiên ăn nhiều nó mệt người lắm. Trước đó 3-4 ngày, thành ra người ta nói ăn chay tức là gì? Tức là ăn cái gì nhẹ nhẹ lại đi. Thì máu nó lên thì cần nhiều mày phải ăn nữa, máu nó dâng lên mặt trăng hút mẹ nó lên dùng mày rồi. Mày thấy nước dưới đất nó còn trào lên đi kìa, còn mày đổ nước vô cái ruộng làm gì, nó trào vô ruộng mày rồi. Thì cái đó là nguyên tắc tự nhiên của vũ trụ, mình phải hiểu vậy. Thành ra mình hiểu vậy mình tiết kiệm được những cái ăn uống và sức lao động. Trước trăng tròn trăng no mình lao động cái công tập nhẹ hơn ngày khác, nó phải tập mạnh quá nó máu mạnh quá sao tập nổi, nó đã dâng lên rồi thì mình tập nhẹ nhẹ thôi. Đó là những ngày trăng tròn trăng no. Thì ra còn ban ngày ban đêm, còn khi mình tập, thành ra khi muốn mà cái trong người mình bị liệt cái gì á thì làm sao tạo dòng khí dương, dòng khí âm. Dòng khí dương là gì? Là cử động. Dòng khí âm là ngồi im mà thở, là thiền á. Anh chưa hiểu cái đó, anh không tin ha. Anh ngồi yên mà anh thở đúng nguyên tắc đó, anh có cái khỏe khác. Cái khỏe là về cái thần tỉnh táo lại, nó không sao động. Tại cái thần là nó điều chỉnh toàn cái thần bên trong, nó im rơ những nó quậy á. Còn cử động nó thấy quậy quậy vậy, nhưng mà khi anh quậy quậy vậy bên trong nó lại tỉnh. Những cái tinh thần nó lại lắng lại. Ví dụ đang tập khí công, nó tập trung hồ, nó quên hết xung quanh. Đó là thiền động. Thiền động tức là các tế bào không trung động nữa. Còn thiền tĩnh là gì? Cái thần kinh trung ương không cử động. Cái đó khác. Thần kinh trung ương không cử động, cái thằng tổng chỉ huy nó được nghỉ ngơi. Còn cái thằng động công là những thằng nhân viên được nghỉ ngơi. Hai cái đó khác nhau. Bây giờ anh cho nhân viên nghỉ ngơi thì anh có một sảng khoái khác. Trong công ty thử ra bây giờ trong ông nhân viên gửi hết thấy một trạng thái khác. Nhưng bây giờ tất cả trưởng phòng tổng giám đốc nghỉ thấy khác. Hai cái trạng thái nghỉ ngơi trong một công ty nó hiện ra liền. Nếu cho hai cái nhóm phân làm hai, anh thấy nó khác liền. Cái thằng giám đốc một vắng ra, gà một đuôi tôm lính nó hoài dữ lắm. Đúng. Thằng sếp trưởng phòng mà nghỉ cái thằng nhân viên trong phòng nó tự do hơn. Anh sẵn khoái hơn, nhưng mà phải cho vậy để chi anh sáng tạo. Có thằng trưởng phòng nó không sáng tạo, thì trưởng phòng nó thực hiện quy cách các cái điều quy trong công ty phải làm đúng. Nhưng mà trưởng phòng mà phán một cái nó vừa làm nhưng mà nó sáng tạo ra thì nó tự do, có thể làm gì cái khác được. Thành ra khi mà anh cho trưởng phòng mà vắng tĩnh lặng ra, phát triển kinh doanh lên, nhân viên nó làm thăng hơn, cái bữa đó nó sung hơn. Rồi thằng giám đốc mà vắng một cái, tổng giám đốc vắng này thì cả tá trưởng phòng cái lính nó thoải mái cái đầu lắm đó, nó ý vậy đó. Thì cái bài tĩnh khí công của mình là gì? Thể thần kinh trung ương nghỉ đó, tĩnh khí công là vậy á. Còn cái động công là tụi các lao động không lao động nữa, thấy múa nhẹ nhẹ thôi, hít nhẹ nhẹ thôi, không dùng cơ bắp nhẹ thì bác hồi anh được nghỉ anh mạnh hơn. Đa số con người khi thức dậy á, đều căng thẳng suốt 16 tiếng đồng hồ, tối mà được nằm xuống cái giường mới tay mới được nghỉ ngơi. Còn cả ngày cái thằng nhúng nhích nhích để á, anh đang ngồi anh thấy nó đang gồng hết á, anh coi lại cái tay anh thả lỏng thấy nó nhẹ rồi nè, anh thử coi kiểm soát, anh thả lỏng tay thấy nó đang căng á, nè để ngồi ha, thả lỏng đi, anh thấy hồi nãy giờ nó đang căng, nó làm như sẵn sàng chiến đấu cái gì á, đó là cái ngu của cơ thể. Lý do tại sao là mình không chưa cái não nó chưa biết mình sẽ làm gì trong một giờ tới thì nó chuẩn bị hết, còn anh có sắp tới làm gì thì nó cho chuẩn bị liền, thì cái chỗ nào nó không cấp khí huyết thì nó không cấp, chỗ nào có còn cười chứ không. Bây giờ tao học rồi tao thả lỏng hết chứ, tao luyện cái não thôi. Không, còn như tao dùng tay thì cả cái tay này tao dùng thì tao có hơi gồng, còn mấy chân cẳng thả lỏng. Tại sao mày gồng luôn cái chân vậy? Nó để ý là thấy người nó gồng hết nha, thấy không? Thành ra cái thằng người khí công á, nó tập để chi? Nó tập để thả lỏng từng cái gì nhông ngón tay, nó xài ngón giữa thì ngón kia không có cửa, sao không dùng giật theo vậy nè, thấy không? Nhiều thằng con không được nè, có từ một ngón không được, rõ ràng mày thấy không? Nó căng hết bốn thằng, bốn ngón con một ngón thôi nè, không có đâu được đó, nó giật theo. nó xí soạn, nó dành theo. Tao biểu mày không làm sao mày không? Tại sao anh điều khiển không có được? Tại vì anh đang cơ thể nó phun hết khí ra năm ngón tay một lúc, trong cơ thể này thường thường như vậy. Còn người khí công làm sao? Tập quen rồi đó, ngón nào xài không thôi
bốn ngón tao đang như là yên thẳng, còn mày đang cục cửa, thành ra con nó lại được, là thấy không? Thả ra được, này ta co được, thấy không? Thả ra còn ngoài nó rung 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 đó, là cái ngón khó theo, thấy không? Rõ ràng là người đó động công chưa giỏi. Động công là cái gì? Toàn cái thằng nào làm mấy anh kia phải nghĩ sao mày bắt sẽ làm hết thì phải hao năng lượng như mày, nó động công nó chỉ vậy đó. Còn tĩnh công là thần kinh đang nghĩ gì thì nghĩ một cái, nghĩ về toán học, nghĩ toán học đó. Nghĩ về xã hội, nghĩ xã hội học đó. Nghĩ về tình cảm, nghĩ tình cảm, không có được lộn xộn. Tĩnh công của ngành của khí công là vậy, làm cái não làm gì làm thứ thôi, ngón tay nào làm thì mấy ngón kia không được làm mềm mại mới được, đúng không? Ngón này làm thôi, ngón kia cũng mềm, ngón này làm thì ngón kia cũng mềm, mềm không rờ không có cứng, rờ thì cứng nhắc là thôi thua. Ngón chân cũng vậy, ngón tay cũng vậy, cái tay này làm tay trái làm thì tay phải phải thư giãn chứ. Nếu dùng cái tay trái mình tôi tập lần này ra thì cái tay này cái tháo lỏng, tay này dương nó gồng phải không? Để là cái tay ở không nó cũng muốn làm giống cái tay bên kia, nhưng mà nó muốn, rõ ràng trong não thấy nó muốn, không cho nó muốn. Giờ làm tay này tự nhiên tay nó cũng muốn nhúng nhích rồi đó, là cái tay kia đó. Nhưng mà thằng khí công khôn nó không cho muốn, mà làm ngược lại. Nếu thằng mày dơ ra thì cái tay này dơ, ví dụ cái tay này ha, dơ lên thì tay dơ xuống là cái thằng này không làm, tưởng tượng nó dơ xuống nha thì nó mới không làm. Còn anh không tưởng tượng về nó xa liền. Ví dụ tay anh dơ lên thì cái tay bên kia còn lại anh phải nghĩ, ta kéo xuống thì nó mới thư giãn được. Còn anh nghĩ cái não thư giãn không, nó không thư giãn đâu, nó ngược chiều như mới được. Ví dụ là tay này cân nâng lên, tay này phải nghĩ mình đang đè xuống thì cái tay này mới thư giãn được, chứ không phải tưởng tượng. Anh tưởng tượng là không sai, cái đó tưởng tượng chứ chưa tới chữ hành trong Phật giáo. Chữ tưởng tượng xong phải hành nhé. Anh tưởng tượng này thư giãn, hành nó phải hành ngược lại cái bên kia. Anh không hành ngược lại thì cái tay này không thư giãn đâu. Dù tay này giơ lên, cái tay này phải có ý đưa xuống thì nó mới thư giãn. Cái tay đưa lên thì tay này phải đưa xuống, đè xuống. Tay này nâng lên, tay hơi đè xuống, tay này thư giãn. Còn anh chỉ nó tưởng tượng không là sai, ý không đi với hành động được. Đó là cái biết những cái kỹ thuật tập khí công phải hiểu. Thành ra cái bài này khi nó vẽ vậy là một đường kinh, như là hai bên đều có hai đường kinh bên này, thấy không? Mà cái này bài này tập hai đường kinh thì phải tập hai tay, hai đường kinh một lúc này, hai tay nó dơ lên, thấy không? Còn thức một dịch kinh cũng thức một, cũng hai tay thực hành là hai đường kinh. Có nhiều thức nó tập nó nằm ở đây là mình ở đây. Không, để tại vì anh chỉ chặt, anh dùng cái ý thôi nha, còn chạm huyệt là khác nữa. Tại khi anh để vậy á, anh sẽ thấy một cái hơi nóng nó lan từ đây xuống này, để một hồi đi gần thấy nóng, thì hơi nóng là cái này nè, tao cần cái màu xanh đó mà. Còn huyệt nó là nó bao trùm, nó nằm trong cái khu vực đó thôi, miễn xong cái khu vực nó nóng lên thôi. Nhưng mà phải tắt ý, trong khu vực nóng có một cái địa danh là Thiếu Phương nằm trong cái khu vực nóng ở đầu ngón tay. Mà anh muốn xác định bằng chính xác thì anh phải coi định vị nó là cách đây một phần năm cách cái chân ngón tay, anh đè vô mới thấy cái đó là xác định huyệt anh châm cứu. Nhưng mà trong não anh phải định vị bằng Google Map của anh, là cái não định vị coi cái Thiếu Phương nó nằm ở đâu. Rồi anh thấy nó nằm chìm trong cái khu màu xanh đang nóng đó, anh dạy mới chính xác. Mà khi anh nghĩ tới huyệt là anh tới giai đoạn luyện khí rồi. Mà luyện kinh rồi phải luyện cân trước, màu xanh trước, rồi luyện khí sao không được nhọc nhằn hai cái. Bây giờ anh thấy có nguyên có một cái vần màu xanh này nó nóng từ đây lên tới cái bài số 1 lên tới cái ngực anh chưa? Màu xanh nó có xong cái đã, trong mấy tháng đầu mà tập cho tao này. Khi anh thuộc cái màu xanh đó rồi, anh mới tưởng tượng trong lớp khu chứa những việc nào lên giai đoạn khí. Và như cái dịch kinh thức hai, bây giờ anh thấy ngón tay nè, bây giờ muốn cái ngón tay này nó căng từ đây đến đây thì ông Đạt Ma ông làm sao, thì ông để những ngón tay này nè chỉ xuống ngược như nè, kéo lên cái nó căng. À, anh để ngược cái lòng ta ngược lên mới được, tại cái huyệt này nó nằm ở đây nè. Yeah. À, thì phải chết lên, phải chết lên mới ra. Thì ông không nghĩ tại sao chết lên vậy mới ra, thì nó căng cái màu xanh này, thấy không? Thấy không? Rồi anh kéo lên là thấy nó căng qua cái đầu luôn đó, để vậy một hồi là nó nóng lên, một cái màu xanh nó nóng lên. Vậy thôi, cái bí quyết ổng vậy, nó nóng lên rồi thả ra một cái là cái hơi nóng sẽ rút theo cái đường này, chạy theo cái đường đỏ này. Thấy không? Xanh đỏ cái màu xanh tức là cái vận động bình thường của con người, còn cái này là cái vô hình, nó sẽ chạy chạy cái này, cái hơi nóng
của cái những cái tế bào nó rung động nhiều, nó tạo ra cái nhiệt, cái nhiệt nó chỉ cho tế bào tạo ra, tức là nhân khí năng lượng của chính của mình, của mình không có ai tạo được, của anh tạo, thầy không giúp anh được, anh phải vận động nó mới nóng ra. Cái hơi nóng anh nó phong ra, nóng ra thì nguyên tắc bảo đảm là nó phải không mất đi, mà tạo ra không mất đi thì nó phải chạy vô cái đường kinh này để nó chứa trong cái hệ thống năng lượng của cơ thể, nó phải theo được theo cái đường năng lượng cơ thể để kiếm chỗ chứa, cuối cùng nó chứa ở bụng anh, tập hồ cái bụng nó chứa hết cho nó, tại vì anh tạo ra mà không có sử dụng nó thì nó phải cất đi chứ. Tự anh tạo ra năng lượng, giống như tạo ra 1000W mà nó không có mở cái bóng đèn hết, con người ta chưa có xài cái năng lượng của ngón tay mà giờ lấy ngón tay chọt cái gì thì mất. Còn tao làm nóng thì tao cất, làm không có tao cất, nóng lên tao cất, nóng lên cất thì tập hoài, chỉ tầm 1 giờ được có 20 phút thôi, tại vì căng ngưng xả phải cái dương âm và ngưng mới tạo ra một đơn vị vật chất, tức là thời gian tạo khí phải 1/3 của thời gian thôi, cũng giữ là 8 tiếng làm, 8 tiếng ngưng, 8 tiếng ngủ, một ngày ngủ có 8 tiếng chứ mấy, thì 8 tiếng mới phục khí đó, 8 tiếng là tạo, là thu khí được có 8 tiếng à. Thì khi lập khí công vậy, anh tập là 12 giây, anh chỉ thu được có chia cho 3 thì có 4 giây thu khí, còn 4 giây kia nó cân bằng rồi, làm rồi nó bù rồi, làm 4 giây nó bù lại 4 giây, còn cái dư 4 giây nó cất. Thành anh làm mà không có đủ 3 của bạn, không có dư. Tụi thể thao có 2 à, khí công 3. Khí công nó làm, đừng nghĩ cho nó phục sức, rồi không làm gì hết để chứa hay chỗ đó. Thì làm cái đâu nghĩ cho nó, còn tụi thể thao làm 1 tiếng nó nghĩ phát của mình, một thức nghĩ này căng, thấy không? Anh thấy lan căng rồi anh ngưng, là để cho nó thu, để nó đem khí tới đó, rồi anh xả lỏng. Thả lỏng xong phải ngưng chút xíu nó mới chứa. Thở phải dậm chân. Không dậm chân, cái này cái tay mà. Khí của tay mà, nó phải khí của chân. Nó kéo đó. Về sau còn kết hợp với tới nhâm đốc nhón chân nhón cẳng. À, về sau nhâm đốc nữa. Thì rất là giải thích, tại khi cái này là khí này chạy rồi, nhưng mà cái khí này chạy đâu, chạy về mạch nhâm mà. À, nè, cái này là dương minh thì nó chạy vào mạch đốc, thì mạch đốc dính cái với cái lưng thì cái cột sống anh cứ nhúc nhích thì nó nhón chân thì nó chạy nhiều hơn, nó phải hiểu. Thì minh nè, chữ dương nè là dương thuộc đốc mạch, nghe không? Thì những cái gì dính tới dương thì trong bắt đồng cảm gì dương duy âm duy phải chơi luôn, thì dương chơi hết, dương duy rồi dương kiều cũng chơi luôn, tức là 2 cái mép ngoài, nghe không? Là 2 cái mép ngoài là dương kiều, dương duy nằm ngoài. Còn dương cột sống là cái cột sống là cái dương nữa, còn chỉ 2 chân là cái dương duy rồi. Dương kiều là tức là anh nhón lên là thấy không, nó căng cả 2 cái rìa bên ngoài luôn, mà nó căng cả cái mép bên trong. Rồi cột sống anh nhón lên, cột sống nó phải dựng đứng thì nó lại thêm cái đốc mạch, thì cái dương của đốc mạch và cái dương này, 2 chỗ này anh nhón cái chân lên là thấy không, nó căng 2 bên này luôn, thấy không? Nó có khoa học hết, không phải tạo muốn nhiều nhón, nó có lý luận đó. Chứ cái tay, cái bài này chỉ tay thì sao tao phải nhón chân, tại vì cái dương là nó chạy về chỗ điểm dương, nó không phải chạy qua đốc mạch, và nó phải chạy xuống 2 cái dương chân, dương kiều, dương duy, và đốc mạch thuộc chuyên về dương. Tất cả dương toàn thân nó vô cái đốc mạch, tức là nguyên cuộc sống nó chứa toàn tổng thể cái dương mình, thì cái tay tạo ra dương thì nó phải chạy về dương nó cất, và dương cất thì nó phải nuôi cái chân rồi đã, rồi nó mới để dành chứ mẹ, nó lo để dành không, nó còn nuôi cái cột sống, nó nuôi cái chân, nó đem cái dương xuống chân nữa. Giờ cái tay mình tạo ra dương thì lúc mình nhón lên là nó ngưng, thì nó sạch, nó đem dương, nó nuôi mấy cái dương kia, cái dư thì nó đem vô đốc mạch, nó đem vô bụng, nó cất. Thì cuối cùng á, 12 phút anh tập, 12 giây anh tập, có 4 phút cất là vậy đó, còn 4 phút kia nó cân bằng hết rồi, nó xài hết rồi, nó xài đó, có xài luôn đó, nó tạo ra còn xài nữa, rồi nó dư nó mới cất, thì nó còn 1/3. Ví dụ anh tạo ra 12 giọt năng lượng, cất được có 4 giọt à, còn 4 giọt xài, 4 giọt cân bằng, 4 giọt cất, cho nó gọi là thái cực. Thái cực nó có một cái vòng tròn dương nè, nè số 0 rồi, số 0 thì mới tạo ra một cái vòng, tạo cái vòng nó tạo ra một vật chất mới, một vật chất mới đỡ lại sức khỏe vậy thôi à, nó tăng sức khỏe cái kinh nó lên, thành nó luôn luôn nó
nó có bù trừ và chứa. Trong khí công nó có ba công đoạn, làm không phải bồi dưỡng nó đã, tức là mình làm 8 tiếng, cho ăn uống giải trí chưa, mới ngủ, cái ngủ nó mới phục sức đó, để cho 16 tiếng kia ngày mai làm việc. Tối hơn ngủ là 16 tiếng ngày mai không làm việc được. Thì khí công là làm động tác ngay là làm là 4 giây, ngừng 4 giây, xả 4 giây là vậy. Có giống như làm, ngừng để ăn uống giải trí, ngủ. Giống như con người trần thế giới đang làm. Ngày 24 tiếng chia làm 3, 8 tiếng làm, 8 tiếng ăn uống giải trí, 8 tiếng nghỉ ngơi. Cái đó là luật thái cực của toàn thế giới đang làm. Cái luật thái cực là luật đó đó. Nhiều người không hiểu thái cực này là cái gì. Cái này là con người đang sống này. Ban ngày làm việc phải có ăn uống giải trí, mình phải có ngủ là không có làm gì, là cái chấm ngủ. Mà cái chấm nó ở trong cái bổng thượng, chấm nó bằng tương đương bằng tổng thời gian kia, là hình chiếu của cái đường cong xuống là một điểm. Cái điểm này mình tưởng nó dài bằng cái điểm đường cong này, tại cái hình chiếu của đường cong nó xuống cái điểm này. Thì cái ở đây ví dụ đây 8 tiếng, ở đây cũng đi 8 tiếng, cái đường cong này tới, mà cái chấm cũng 8 tiếng nữa. Cái chấm 8 tiếng thì nó tạo cái hình vòng tròn lớn ngoài này, là cái tâm của vòng lớn. Hai cái tâm vòng nhỏ cộng hai cái tâm vòng lớn thành tâm vòng lớn, thành thái dương, thái âm, ra thà thái cực. Hay lắm. Thành ra anh làm động tác, anh tập khí công mà anh tập không có ngưng là thua. Nè, căng, ngưng, nghỉ đâu, thả mới 4 giây nữa, mới tập động tác 2, còn tập động tác 2 liền hư, thua. Thành ra thái, nó khí công nó tập ta đó. Tập tới đâu, nghỉ tới đó. Một động tác nghỉ liền, một động tác làm ra bồi dưỡng nó chưa là không có làm gì hết, rồi cho nó nghỉ chưa, phải có hai cái đó nữa thì trong người mới tạo ra sự sống, mới tạo ra sức khỏe cho mình. Thành ra người tập cái công mà không có ba công đoạn này là sai bét hết rồi, khó lắm. Hay lộn xộn chẳng có, người ta đa số làm được cái làm nghỉ liền, làm cái nghỉ, hoặc là từ dưới lầu 1 lên tới lầu 17 đi thiệt mệt rồi nghỉ lần, đâu có được. Đi từng lầu nghỉ ngay lầu đó, lầu 1 nghỉ hết mệt, lên lầu 2 hết mệt, lên lầu 3 thì tới 17 lầu xong mệt được. Còn mày ráng lên tới 17 lầu mày mệt rồi, đúng rồi, tao lầu 1 tao cho mày nghỉ đó, lầu 2 cho mày nghỉ đó, tao không tính thời gian. Bởi vậy trong khí công không yếu tố thời gian, nó gọi là hư không. Khí công là tạo trở về hư không, không có thời gian, không có không gian luôn. Không gian là gì? Từ lầu 1 lên là không gian. Nhưng mà tao không có yếu tố thời gian, tới lầu 1 cái cho mày nghỉ là không có thời gian. Lầu 2 mày bước lầu 2 lên lầu 2 xong mày mệt đó, cho mày nghỉ lầu 2, tao hỏi mày lên 20 mấy lầu xong mệt. Đúng không? Nhưng mà mới đầu có thể đâu á, nhưng mà trong 10 năm sau thì sao? Sẽ lên 27 lầu không biết mệt là gì. Gì nữa? Do hiệu suất. Do hiệu suất mà ra. Cái người ta lao động cái cơ tế bào nó tự cải tiến chứ. Anh không dạy nó thì nó không có khoa học thì nó không cải tiến được. Tại vì mỗi lầu tao cho mày nghỉ mà, thì mày phải cải tiến. Lầu 2 nó nặng hơn, sức hút chất rất mạnh hơn thì mày nghỉ khác nha. Lầu 3 sức hút chất rất mạnh hơn nữa. Lầu 17 là sức hút gấp 17 lần lầu 1 thì nó nghỉ ngơi nó khác nhau. Và tổng các nghỉ ngơi nó làm cho suốt 10 năm thì mày cải tiến tế bào ông tự cải tiến làm sao làm. Thì nửa cái thằng nó lên tới lầu 17 không biết mệt là gì. Đối với nó là chuyện thường. Còn mình đủ sao đi hoài mà tay nó nghĩ không có tham lên lầu để lấy ai hết. Tao đi tới đâu tao muốn tế bào lúc nào cũng khỏe mà, không có muốn phá tế bào. Thành ra con người ở ngoài hầu như phá tế bào. Không tin giờ tao biểu anh đi từ lầu 1 lên lầu thầy anh đi ổng học, đúng không? Tại vì sao? Tao đâu có cần mày lên nhanh. Tại sao lên nhanh là chi? Anh lên lầu 1 đi chút nghỉ, lầu 2 cái anh nghỉ, lầu 3 nghỉ, tới 17 vô mở cái phòng bình thường như ngoài đường đi vô. Vậy tại sao mà đi nhanh chỉ tao có ép mày đâu? Nhiều người lên lầu cũng vậy, lên còn thang máy mà cúp điện vậy, mệt quá. Mệt là do mày. Lên lầu 1 mày nghỉ đi, đứng chơi chút đi. Lên lầu 1 có đứng đọc, mở điện thoại ra đọc một tin nhắn. Lên lần 2 đọc tin nhắn thì không thấy hết mệt. Lên tới lầu 15 cũng chả biết mệt. Đó là phương pháp, đó là phương pháp tập luyện của khí công đó. Mà con người ta thường nóng vội, muốn lên hết 15, tới phòng thầy mới làm. Anh muốn, nếu giờ anh lên tới là thầy, anh cũng muốn lên tới thầy là anh mới nghỉ không à. Tại sao mà anh không lên lầu 1 nghỉ liền? Anh ráng lên tới lầu 9, thầy mở cửa thầy cho em nghỉ chút, là anh ngu rồi. Cái gì? Tao hối mày đâu? Ông thầy đâu có hối.
mà anh tự hối anh thì có, mà anh tự hối anh là không theo quy luật nghỉ ngơi của thái cực, làm ngưng nghỉ, làm 8 tiếng, ăn uống giải trí tâm biến, ngủ 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 8 tiếng. Tại sao anh không làm khi lên cầu thang làm cái đó, mà toàn thế giới đang làm, mà chính cái động tác nhỏ nhoi của anh cũng không áp dụng cái hành động lớn của toàn trong ngày của anh là 8 tiếng làm, 8 tiếng gương, 8 tiếng không vận dụng nó, mà anh thấy rõ ràng anh làm vậy ngày hôm sau vẫn có sức khỏe như mới tinh, thấy không? Thì anh lên lầu 1 anh cũng căng dân xã, anh nghĩ lên lầu 2 căng dân xã, lên tới lầu 9 thầy mở cửa ra vô, tao tưởng mày đi thang máy luôn, tao không còn yếu tố giả, có thể mày lên từ dưới này 15 phút chạy bố mày, tao không cần biết, miễn sao lên này mày thở đều cho tao, không tin thì sao, anh cứ anh đi thang máy vô, đừng đi lên lầu thang, đi cửa đó mày. Anh lên đây vẫn thở bình thường chứ, tao đâu có hối. Nhưng mà anh lên nha, anh coi đồng hồ đi, anh chừng 3 năm, 1 năm sau anh sẽ lên nhanh gấp 3 lần ngày đầu tiên. Hồi trước có thể lên là 5 phút, bây giờ lên có 2 phút rưỡi nè, lên tới đây thỉnh phờ. Tại vì cơ thể nó cải tiến, bất kỳ lao động con người nào cái gì mà lặp đi lặp lại giống nhau, nó cải tiến là luôn luôn hiệu suất cao, giống như ngồi sắp tịch của sếp máy bay. Đó là tôi nói mà hôm nay nói thêm về cái kỹ thuật tập khí công này vậy. Mà nhiều người đang muốn nhanh không à, muốn lên lầu ông thầy đi cho lên lầu chính rồi nghỉ mệt không à, không có ai đi từng lầu nghỉ mệt hết á. Khi thầy nói ra anh mới nghĩ ra thôi, còn không thôi thầy biểu đi là anh lên, trời ơi sao hôm nay thằng máy cục điện lên mệt quá, nó tại mày. Tao lên không mệt tại sao, tao đâu có cần yếu tố thời gian, tao có đua với ai rồi đó. Để ta thử thách tao lên lầu nhanh hay lầu chậm đó, tao muốn giữ sức khỏe tao, lên lầu một tao giữ khỏe cả, lên lầu hai tao khỏe cả, lấy sức khỏe làm chuẩn cái cuộc sống, lấy sức khỏe làm chuẩn cho tập luyện, lấy sức khỏe làm chuẩn cho mọi thứ trong ngày thì không bao giờ có bệnh. Tức là làm ngưng nghỉ thì chính bằng còn thế giới này, ta sau một ngày làm việc ngày thứ hai họ làm việc như cũ, phải là họ phải làm đúng một cái chu kỳ tích cực không, đó là giải người tích cực. Còn cái bài này đi tập thế nào thấy không, trong này là khi in tập mới thuộc hết mấy cái việc này, đây nó có 20 những cái việc này, có những cái việc khi mình học mình có những cái việc đặc biệt phải biết nha. Minh hương á, là anh để ngay chỗ này, anh chọt chọt vô mà thấy cái, ở cái khe mắt nó khó chịu chút là anh trúng huyệt, cái khóe mắt đó là trúng, anh chọt mà trúng là thấy cái khóe mắt nó giật giật là đúng, đó là giật chỉ với bí quyết. Còn cái huyệt mà khúc trì á, khúc trì là cái khúc nè, nó là ngay trì đây, tức là cái ngang ngang cái hình tam giác mà đẩy tới đây nó vướng một cái là trì, là cái khúc trì. Còn trúc tâm lý là lùi cái nó có ngã ba này nè, trúc tâm lý dễ phải thuộc học liền, giống như bữa thầy chỉ huyệt liệt khuyết của anh thấy dễ lắm mà. Bởi vậy thằng mấy thằng nó dễ ẩu nè, anh coi lại nè, đây khúc trì, cái khúc này là khúc nè, nó bị trì ở đây, cứ đẩy lên nó vướng nè, trì nè, rồi anh kéo tay lại để vậy thấy ở đây nó có cái chẳng ba nè, nó chẳng ba chỗ đây là thêm túc, tức là thủ tâm lý là cả ngã ba, cái đó là trì, tức là cái ngã cua nó bị kẹt kẹt ở đó, nó kẹt đó thì nó đau đó. Ngã cua nó bị kẹt, cái cua đây đẩy hồi trước đó nó vướng có cái cục gì nó kẹt ở lại đó, là trì, trì là trì trệ đó, không đẩy tới được nữa, thấy không? Đẩy tới cái cụ chỏ tới đó nó đứng lại, có cái cục để cản lại. Rồi anh lùi lại, anh thấy chỗ này nó có ngã ba, một đường trên, đường ra cánh tay. Co lại là đường ra đây, đường lên xuống có một điểm chung ngã ba. Ngã ba là thủ tâm lý. Phải biết liền, học liền. Thấy không? Nó có ngã ba. Ngã ba chứ nè, nó đều ngã ba trẻ thôi. Đây ra cánh tay, lên cánh tay, cái ra của chỗ. Có một ngã ba, cái điểm chỗ ngã ba là thủ tâm lý. Còn nghinh hương là cái điểm cuối cùng đỡ đây. Anh được rồi, đúng đúng là thấy cái mắt nó chằn chằn, cái đáy mắt nó chằn kinh hương, học ngay để thuộc. Nhiều lúc mà học không có cái cảm nhận anh mau quên lắm, thầy chỉ thì anh nhớ liền, anh học nhớ liền. Nó hay gì đó, những cái việc nó cần học trước. Còn hộp cốc nè, để vậy nè, hộp cốc là cái gì, là cái cốc đó, là cái giống như là một cái hang vậy đó, mà anh để cái dạng xẻ hai bàn tay nè, thì hai bàn tay nó giao nhau, nó có một cái độ u, cứ xe đi nó u lên cục này, rồi cái cổ u nó xuống sụp xuống cái nó có cái lõm, hộp cốc là cái điểm lõm đó, nhà lấy ngón cái để vô ra liền, một thốn
để một thốn đúng nè, một đó ngay cái đầu này ấn xuống ra liền, đó ra liền này, cái ngón cái nè để một thốn ấn xuống ra liền. Một thốn là bằng cái đốt ngón tay anh có cái ngấn này nè. Anh để vừa vuông cái da ngay này, lấy cái đó làm chuẩn, rồi cái đầu này ấn xuống ra học cấp, học liền. Thành ra học tới đâu thì chỉ từ từ, không chỉ nhiều quá anh quên rồi nữa, học từ từ cái học hết bài này tới bài khác thì chỉ chừng nhận cái anh thuộc những việc cần thiết biết trước đó, những việc học cấp chuyện nó tác động lên cái mạch luôn đó. Là biết là hồi nãy giờ mình biết được mấy việc đó: khúc trì, thủ tâm lý, nghinh hương, học cấp. Thật tự nhiên mẹ vô cái bài này học được 4 việc, mừng mẹ, sao mà học được đó. Học bây giờ cái tập này tập sao chỉ cái tập